Ngày 16 tháng 8, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2022, công tác khắc phục những hạn chế trong lãnh đạo chỉ đạo quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo huyện Yên Thủy cần có những định hướng cụ thể về thu hút đầu tư gắn với quy hoạch chung của huyện, phát triển công nghiệp dịch vụ du lịch gắn với phát triển nông nghiệp và đô thị, quan tâm tới công tác xây dựng đảng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã đi thăm hợp tác xã nông nghiệp Yên Trị với sản phẩm thế mạnh là cao xạ đen, một vị thuốc đông y tốt cho sức khỏe. Yên Thủy là một trong những địa phương hình thành được vùng chuyên canh cây dược liệu quý như cà gai leo, xạ đen. Năm 2016, Yên Trị cũng là xã đầu tiên trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện có 6 trên 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 8 tháng đầu năm 2022, giá trị sản xuất ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp toàn huyện đạt gần 800 tỷ đồng, đạt 52,1% so với kế hoạch, tăng 14,7% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 93,6 tỷ đồng, đạt 76,4% dự toán Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2% so với cùng kỳ năm 2021. Đến tháng 8 năm 2022, đã có 87,5% chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Tuy nhiên, công tác quy hoạch của huyện còn hạn chế, tỷ lệ đô thị hóa còn thấp, lĩnh vực tài nguyên khoáng sản chưa thu hút được nhà đầu tư. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Yên Thủy đề xuất kiến nghị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương để huyện Yên Thủy tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư tồn đọng kéo dài của công dân từ năm 2004 đến nay liên quan đến đất đai khu Bai Đát, Đống Đang, thị trấn Hàng Trạm. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy, đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 8 tháng đầu năm của Yên Thủy. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra cho thấy sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Yên Thủy là địa phương có lợi thế khi có đường quốc lộ đi qua và giáp với hai tỉnh là Thanh Hóa và Ninh Bình. Vì vậy, thời gian tới cần nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội, biến khó khăn thành lợi thế để phát triển. Đối với cái giao thông, đây vẫn là cái điểm nghẽn của các đồng chí. Hai là các đồng chí là trong công tác thu hút đầu tư vẫn là một cái điểm nghẽn. Ba là tôi nói các đồng chí là cái tỷ lệ nghèo của chúng ta còn cao, 8,37%. Và như vậy là cái quy mô kinh tế của huyện ấy, hy vọng là cái nhà máy xi măng lên thì sau này nó sẽ có đóng góp lớn hơn. Sau này cố gắng để mà chúng ta có cái nguồn để mà tăng thu. Đối với công tác xây dựng đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thủy nêu cao vai trò lãnh đạo chỉ đạo, trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, đặc biệt là quan tâm đến công tác bồi dưỡng luân chuyển đội ngũ cán bộ, công tác phát triển đảng viên. Thứ nhất là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống. Những điều của đảng viên không được làm, rồi những vấn đề liên quan đến tự diễn biến, tự chuyển hóa. Vấn đề nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên, đặc biệt là những người có chức vụ. Đây là vấn đề mà tôi nói các đồng chí là trong nghị quyết chung 4 vừa qua cũng đã nêu rất là rõ. Những vấn đề về suy thoái, đạo đức, tư tưởng, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ. Đảng viên, nhất là những người có chức vụ. Vấn đề đảm bảo thực hiện nguyên tắc của tổ chức đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình là chúng ta phải tiếp tục quan tâm trong công tác xây dựng đảng. Thưa các đồng chí là quan tâm giúp ba việc: một là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thủy thực hiện nghiêm công tác kiểm tra giám sát, tiến hành thường xuyên liên tục, tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể.